Như tôi nó già hung rồi nha ơi. Chắc nữa hết ngọng rồi nha. Rồi mình thấy trong trường hết nha ơi. Mình vô thử có mặt không, mình sẽ về giờ nha, xem nha nha. Chào nhà nhé, chào nhà về lại kênh YouTube Vĩ Hồ TV. Chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Hôm nay mình đi xem trong rừng cả nhà ơi, cả nhà theo chân mình nhé. Mình tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở rừng, cả nhà theo chân mình nhé. Ở rừng núi bao la cả nhà ơi, rừng núi bao la hết, rừng núi bao la hết cả nhà ơi. Hello cả nhà nhé, mình sẽ đi view tụi em cho nhà xem nhé nha. Đây, tụi em mini nha ơi, gọi là tụi em đực cả nhà. Đây, nó làm bên cái kiểu nha ơi. Giờ mình lên lấy mặt em cho sẽ review nha xem nhé. Biết có mặt không, không biết nữa. Thấy nó không biết đều. Nó loại hàng mini này. Nha, trên video mình lên thử có mặt không nha nha. Mình lên tới đội ông rồi nha ơi. Ông mini nha ơi. Quay nó hơi rung ở nhà, xem thông cảm nhé. Em ngay cái đầu ra rừng non đám cả nhà ơi. Đó nha ơi, mình lên tới tụi em rồi nha. Tụi em mini mà thấy bộ mặt nó không đẹp cả nhà ơi. Đây em cái đầu ra rừng non đám cả nhà ơi. Em rất dễ thương luôn rồi nha. Dưới đây là đường cái này nha. Lấy mặt em rất đơn giản nha ơi. Mình tạo cái khối rồi mình lấy thôi nha ơi. Nhà nhìn thấy dễ thương không? Rồi mình cho mặt nó ra. Rồi bộ mặt rất đẹp này nha. Nhỏ mà bộ mặt mà cũng rất thơ luôn hả nha ơi. Em mini mà bộ mặt nó cũng rất đẹp nha, rất đẹp luôn, không rất bộ mặt rất đẹp rồi nha. Chỗ này mình đón nó gần người lý cả nhà ơi. Mật ông đón khó chính xác cả nhà ơi, có vết ra chính xác thì còn đón ít khi chính xác cả nhà ơi. Đây có ông mini. Bây giờ sao mình thấy mật cả nhà ơi. Gió, mình đu qua kia bên đây gió quá. Gió quá mình dối ra mình lộn cả nhà ơi. Rất đơn giản luôn rồi. Còn xào cái khối ra mình lấy. Ủa wow, gió. Gió quá. Giờ đâu mình lấy mặt nha ơi. Đó, mình lấy mặt xong rồi nha ơi. Đó, mặt rất đẹp rồi nha ơi. Lấy mặt mình đưa nhọn nó đen cả nhà ơi. Đang bay tá là không bình nó luôn. Hello cả nhà nhé. Mình sẽ review cho nhà xem tụi em nhé nha. Ở đây tụi em mặc khối cả nhà ơi. Như tụi này nó già hung rồi nha ơi.
Chút nữa hết giọng rồi nha. Rồi mình thấy trống trơn hết nha. Mình vô thử có mặt không, mình sẽ quay về nhà xem nha nha. Đó, mình tạo khối cho em bay ra nha rồi. Đó. Quay cẩn thận tụi em nghe nha xem. Nó hết nhộng rồi nha rồi. Nó hết nhộng rồi. Hết nhộng rồi. Wow, nó hết nhộng hết mặt luôn. Wow. Hết nhộng luôn. À có mặt nha rồi. Đó, nó mặc nó làm ít cái bánh này nha đó. Đó, có mặt ở nha. Dài không à? Để mình coi trên này có mặt không? Mặt ở đống đầy rác bánh hết rồi nha rồi. Đó. Không. Đang cho mặt bánh bánh này nha. Đó. Giờ mình kết mặt nha rồi. Nửa hết nó còn ít ít nhọn rồi nha. Là cái cửa đi luôn. Ôi giời. Vào lục đó nha ơi. Tiếp một đạn mặt tiếp. Ôi em vô bì. Không vô bì gì quá nhờ. Đỡ bì ra mình cách tiếp cái bánh trên. Đó là xong rồi nha rồi. Đó, mặt đó nha rồi. Đó. Được mình cắt được 3 tán mặt rồi nha rồi. Đó, mặt nó chảy ra rỉ ra ít chỗ đây nha. Còn thời lượng video đến đây kết thúc nha nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nhé. Chào nha, anh Tết Mấy nhé.